Chào các bạn, hôm nay giới thiệu với các bạn một cây sắc pháo ạ. Sắc pháo môi đỏ nhá, Sanvia Hot Lip với các bạn. Không biết các bạn nào thích dòng sắc pháo như mình không, nhưng mình thì mình rất là thích sắc pháo nên mình trồng khá là nhiều loại. Đây là một trong những loại sắc pháo ngoại đầu tiên mà mình mua về. Cây này được khoảng 4 năm rồi các bạn ạ. 4 năm nếu mà cứ để tự nhiên thì nó to hơn, nhưng đây là mình thi thoảng mình lại cắt đấy. Thì nó chiếm chỗ quá các bạn ạ. Thân nó đã đổ ngà đổ nghiêng ra rồi. Đây. Thân nó hóa gỗ đấy các bạn ơi. Cái loại này thân nó hóa gỗ nhá. Đây này. Thế nên là về mặt cơ bản là có thể tạo cây chi được ấy. Thân hóa gỗ cứng lâu năm luôn ạ. Cây này 4 năm rồi không phải trồng lại. Nó cứ tàn hoa đi thì cái ngọn nó khô này. Đây là ngọn hoa này các bạn này. Những cái nhánh này nó lại lên, nó lại bắt đầu đóng búp, nó có hoa nhá. Đây, điển hình đây này. Nếu như mà cái này mà dựng lên là nó phải cao được 2 mét rưỡi rồi đấy các bạn ạ. Đây là mình mới chặt năm ngoái. Năm nay thì mình quên mình không chặt, chứ đúng ra là đầu mùa thì phải chặt đấy. Mình chặt đi thì cái bụi nó mới gọn được, chứ cứ để như thế này nó nòa xòa lắm các bạn ạ. Đây. Hôm nay thì chỉ có mỗi cái phần dưới này nó có hoa thôi. Nhưng cái cây này thì ngày nào nó cũng có hoa hết nhé. Chỉ cái hoa ít hoa nhiều thôi. Và chỉ có cái mùa mát thôi. Nói chung là thời tiết mát mẻ thì cái bông hoa nó mới có hai màu như này. Còn không thì nó sẽ phân ra là đỏ này hoặc trắng, bông riêng nẻ trên cùng một cây luôn ạ. Đây, đây là cái đấy nhất, cành hoa cũ này các bạn này. Không cắt tỉa gì cả, tự nó lên lại những cái nhánh này, nó lên hoa này. Chứ với loại này thì nó dễ trồng, chỉ cần không chịu, không để cho nó bị úng nước là được. Còn các bạn trồng thế nào cũng được. Lắng cũng được, dâm cũng được. Nó đều ra hoa cả nhé. Chung là một cây đáng trồng ở trong vườn đấy các bạn. Nhất là những bạn nào thích cái phong cách đồng cỏ như mình thì càng thích cái cây này nữa. Mình thì mình thích cái cây sa pháo như này, nhưng nó trắng tắt tần tạt hết như này cơ. Thế này thì rất là nổi bật, nhưng mà mình lại thích màu trắng ấy. Mỗi người một sở thích thôi. Mặt hoa thì nó biến hóa khá là đa dạng. Đấy, có ba màu như thế, còn có cái dạng như thế này nữa này các bạn này. Nói chung là tỷ lệ màu trắng nó phân bố không đều nên là nó sẽ tạo ra rất là nhiều màu khác nhau ấy các bạn ạ. Nhìn nghiêng hình như kiểu là chú chim đang bay ấy. Khá là đẹp. Và hoa thì chuyên ra hai bông một như thế. Có đôi có cặp. Thôi mình chẳng biết nói gì đâu. Chào tạm biệt các bạn nhé.